Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my best friend. Happy birthday to you. Duy Linh bé nhỏ ra đời mang theo ước nguyện của mẹ để mai sau cống hiến cho nghệ thuật, để tiếng đàn được bay cao bay xa thời đại. Đó là cây đàn Tân Sĩ Muội. Nay không chỉ đánh những tiếng nhạc, tiếng đàn làm sâu lắng lòng người, mà anh đã đi biểu diễn khắp thế giới, châu Âu, châu Mỹ, California, Paris by night. Giờ trở về đến tất cả những ngôi chùa, những làng quê của Tổ quốc, vẫn lắng đọng tiếng đàn của Tân Sĩ Muội, luôn luôn là những người em của danh ca huyền thoại Ngọc Sơn và Chủ tịch Tập đoàn Hanaka. Hôm nay, ngày 10 tháng 6, 0 giờ, đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 48 cho danh ca Ngọc Sơn, danh ca Tân Sĩ Muội. Một tràng vỗ tay thật lớn cho cái đàn Tân Sĩ Muội cùng với vũ đoàn cao chức, vũ đoàn hay nhất mọi thời đại của thủ đô Hà Nội cũng về biểu diễn trong ngày hôm nay, và cùng Tân Sĩ Muội thổi lên hát thêm bài Happy Birthday to you, mừng sinh nhật, mừng đất nước, mừng quê hương ngày càng đổi mới. Em thổi lên. Tắt quạt, tắt quạt, tắt quạt. Rồi, rồi. Tắt quạt, tắt quạt. Để em thổi lên đấy. Bước đây cô lại. Hôm nay mà, tuy rằng tối mai em không vào được do cái việc cực kỳ quan trọng. Đấy. Bao nhiêu người dân sẽ thành phố Hồ Chí Minh đang đợi em. Chúng ta cứ hướng ánh mắt về sân khấu ạ. Gió quá, gió quá. Gió rít, gió rít, gió reo. Hôm nay là em rất hạnh phúc đấy. Một bên có anh ba, một bên có anh. Đặc biệt thì có đại gia đình dấu hiệu là số 1, chúng ta vỗ tay có lớn. Đại gia đình Từ Sơn là số 1. Một trong những đám sinh nhật mà tới tham dự có 10 vạn người, một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Tân Sĩ Muội đứng vào đây sao? Đứng vào trong này em. Đấy. Em cầm lên cái bóng bay này. Bóng bay ước mơ. Ước mơ để bay lên. Châu đứng dịch vào đây. Phi. Duy Cường. Mặt thương ơi. Mặt thương ơi. Nào chuẩn bị ta cùng hát lên Happy Birthday và thổi lên nha. 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Và mở rượu sâm anh cùng anh ba. Mở rượu sâm anh, mở rượu sâm anh. Mở sâm anh, mở sâm anh. Tâm Sĩ Muội, mở sâm anh. Mở sâm anh. Hôm nay lại được anh ba mở rượu cho này. Năm nay phát tài, phát lộc. Quý vị dành cho Tâm Sĩ Muội một tràng vỗ tay thật lớn đi. Và dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán đồng cho người anh cả của nghệ sĩ anh ba Ngọc Sơn. Oh! Oh! Rót rượu, rót rượu, rót rượu. Từng ly sâm banh chảy giống như dòng sữa mẹ đã chảy vào miệng Tân Sĩ Muội từ thuở chào đời. Lại nhớ ngày xưa khi Tân Sĩ Muội mới bắt đầu bú mớm như những giọt sâm banh chảy tràn trên ly cốc. Và hôm nay đã 48 năm ra đi kể từ ngày mẹ nuôi Tân Sĩ Muội lớn lên thành người.
Ôi, dòng sữa của mẹ ngọt ngào đã nuôi tâm sĩ muội khôn lớn để trở thành một tiếng đàn thánh thót. Quý vị thấy dòng sữa mẹ tuyệt vời không ạ? Một tràng vỗ tay lớn lên đi ạ. Và bây giờ mời anh Ba Ngọc Sơn cùng tham gia cắt bánh mừng sinh nhật của tâm sĩ muội và tặng bánh cho tất cả khán giả, mỗi người ăn một miếng bánh của tâm sĩ muội để cho tâm sĩ muội phát tài phát lộc. 1, 2, 3. Quá đẹp không? Đấy, chị tâm sĩ muội cắt lốt đi. Cắt lốt. Cái tiệc này vui nhất là MC ấy. 1, 2, 3. Không bao giờ chịu bú một tí mà phải bú cả 2 tí. Đấy là tâm sĩ muội. Bây giờ mời ban tổ chức chương trình khiêng xuống dưới để tiết mục vũ đoàn Death School để bay lên trên không trung. Nào, mời Công Thành, Hoàng Việt và anh em. Và bây giờ, đây, xuống đây phát bánh nhá. Và anh Ba trên kia là sau khi hát xong bài Death School này sẽ phát tặng cho quý vị. Đây, để anh Ba sẽ chia bánh và sẽ tặng cho các cháu tất cả những cái quà sinh nhật của chú tâm sĩ muội và cùng chú tâm sĩ muội ngày hôm nay, trong khi các con Huy Cường hoặc Hoàng Châu sẽ hát bài Đêm Vũ Trường. Sau cái tiết mục này anh Ba sẽ chưa các cháu ngồi yên tại chỗ, chưa ngồi chăm chú xem một tiết mục anh Ba hát hay chưa bao giờ từng có trên sân khấu. Vừa hôm qua hát 30 bài và hôm nay bây giờ mới hát có 15 bài, chưa ăn thua gì bằng một phân nửa ngày hôm qua. Hôm nay quý vị sẽ được nghe anh Ba Ngọc Sơn tặng cho quý vị cháy hết mình trong đêm sinh nhật của người em tâm sĩ muội. Và bây giờ quý vị cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến một tiết mục Dance School với vũ điệu của vũ đoàn Uric hay nhất mọi thời đại. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. She crazy about her daddy. Crazy like cool. What about daddy cool? I'm crazy like cool. What about daddy cool? Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. Say thiệt tha, thật là ngọt ngào người cha. Cha ơi, con thương cha. Chọn đời chẳng đổi thay. Cha ơi, con thương cha. Ngàn đời nào nhạt phai. What about a daddy cool?
Đại gia đình ơi, hát được không đại gia đình ơi? Từ Sơn ơi. Vâng, em là người đàn bà, tôi yêu một ca khúc bất hủ của Best Boy Blue, Your Woman. Em ơi, ra đây, chúng ta phải vỗ tay với đại gia đình chung vui, cả nhà đấu dùng chúng ta. Không có đại gia đình thì chúng ta đâu có thành công được ngày hôm nay đúng không? Đúng luôn chúng ta, cả nhà ơi. Mấy ảnh đâu, mấy ảnh. Lấy toàn cảnh với đại gia đình nè. Lấy chụp cửa lại, chụp cửa lại. Sáng lên hết đi. Lấy chụp cửa lại, lấy hình ảnh này nha. Rồi đó, giơ tay lên cao lên, 1, 2, 3. There'll be no darkness tonight. Hold tight, let your love shine. Listen to my heart and lay your body next to mine. Let me fill your soul with all my tears. This is more than just a game. I can't make you feel so right. Be my lady of the night. You're a woman, I'm a man. You're my fortune, I'm your baby. These are things we can't describe. Be my lady of the night. Một trọng thật lớn là cho vũ đàn số một Việt Nam chúng ta. Quý vị thấy đây là một nhà thông thái, 7 thứ tiếng ngoại ngữ, hát tiếng Anh còn hơn tiếng mẹ đẻ. Mà trong khi đó hát tiếng Tàu, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, các thứ tiếng luôn. Một trong những nhà thiên tài về thông tuệ
mà đặc biệt là các loại về ngoại ngữ trên thế giới, đây là số 1 luôn. Đấy, quý vị thấy anh Ba hát tiếng Anh hay không ạ? Trước khi anh Ba vào sân khấu, anh Ba phải tặng cho các cháu những món quà đặc biệt cùng với Tâm Xí Muội nhân ngày sinh nhật. Và xin mời Duy Cường trở lại sân khấu, người học trò, tiến sĩ, con nuôi của anh Ba Ngọc Sơn. Và các cháu ngồi nguyên tại chỗ nhá. Duy Cường ơi, bây giờ sẽ thể hiện tặng cho quý vị nhá. Là Duy Cường trong khi Ba tặng quà. Bây giờ, ấy đây. Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh, mẫn ngồi đây, ra đây anh Ba, ra đây làm gì?